sao vậy đi? Rất vui vì lâu lắm rồi mới được gặp lại các bạn. Biết là các bạn đã phải chờ đợi quá lâu cho cái sự quay trở lại lần này của tớ. Thế cho nên mời các bạn đến ngay và luôn với những sự thật thú vị về đất nước Lào. Lào, đất nước nghìn voi. Năm 1354, vua Phà Ngầm sáng lập nên quốc gia đầu tiên của người Lào, lấy tên là Lan Sang, có nghĩa là đất nước triệu voi. Dù trên thực tế, ở thời điểm hiện tại, đất Lào còn cả thể chưa đầy 1.000 con voi. Nguyên nhân chủ yếu là do nạn săn bắn voi trái phép kết hợp với việc chặt phá rừng vượt ngoài tầm kiểm soát. Vua Phà Ngầm hắn chẳng mấy vui lòng khi biết rằng con cháu của ông đã biến danh xưng triệu voi trở thành một câu chém gió tới 1.000 lần. Lào, một cái tên nhọ. Các cụ vẫn thường có lời căn dặn chúng ta rằng nước ta cũng giống nước Lào, cái cửa là để đi vào đi ra. Nước Lào cũng giống nước ta, cái cửa là để đi ra đi vào. Ngụ ý Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng thân thiện. Chẳng thế mà vô vàn những cái tên thân thương đã ra đời như một cách để nhắc khéo về mối lường duyên này. Từ dép Lào thanh lịch thời thượng, thuốc Lào thơm mồm bổ phổi diệt trùng Lào, cho đến gió Lào ấm áp dịu dàng hay bệnh hắc Lào cù te hổn me. Loại bia ngon nhất châu Á. Các bạn có biết loại bia nào của Lào ngon nhất không? Đó chính là bia Lào. Không phải chôn đâu. Người ta gọi bia Lào thì tớ dịch là bia Lào chả đúng quá rồi còn gì. Bia Lào không được ủ từ lúa mạch mà từ gạo lài, jasmine rice, có hạt dài, dẻo, thơm nước mũi, cùng hoa bia, men bia, mạch nha nhập khẩu từ Đức, mang đến hương vị độc đáo và lạ miệng. Loại bia này từng được tạp chí Times bình chọn là loại bia ngon nhất châu Á. Chính vì thế, nếu có dịp đặt chân đến xứ nghìn voi, các bạn nhớ thử loại bia này nha. Bia Lào lấy nhau lùng này cho, leo cột bọc lùng thò bò thò vinh, mau hay quam cục hạc sắc lùng đình, giặc giặc kinh hay tai nhọn ai khôn. Địa đạo Củ Chi, phiên bản Lào. Nếu người Việt Nam tự hào vì sở hữu địa đạo Củ Chi dài hơn 200 km và là một trong số 10 công trình ngầm ngoạn mục nhất thế giới, thì những người anh em Lào hẳn cũng cảm thấy vô cùng sung sướng khi nhắc đến hệ thống hang động Viêng Sai. Là một mạng lưới hang động tự nhiên cấu thành từ hơn 500 hang động nhỏ với sức chứa lên tới 23.000 người. Hệ thống hang động Viêng Sai, tên cũ là Sạng Lọt, hàm ý là con voi vẫn chùi lọt, là một trong những bong ke tự nhiên lớn nhất thế giới, hỗ trợ vô cùng đắc lực cho quân đội Lào trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam. Ngày nay, các nhà chức trách Lào đang cố gắng biến Sạng Lọt trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng, như Việt Nam đã và đang làm với khu di tích Chỉ Cu. Ô tô ngập đường. Trong khi ở Việt Nam mình, xe ga đầy đường, thì ở Lào, một trong những nước nghèo nhất Đông Nam Á, phương tiện di chuyển chính lại là ô tô. Xe máy và xe đạp không chiếm tuyệt đại đa số. Nguyên nhân chủ yếu là do nước bạn đất thì rộng mà người thì thưa, chính phủ lại không đánh thuế nhập khẩu, khiến cho giá của một chiếc ô tô của bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng nào tại quốc gia này chỉ bằng hơn một nửa so với những người anh em cùng loại được bán tại Việt Nam. Thêm một chi tiết thú vị nữa là người Lào rất hiếm khi bấm còi, ngay cả lúc tắc đường. Họ thậm chí còn cho rằng còi là chi tiết thừa thãi nhất trên một chiếc ô tô. Mảnh đất đau thương. Huyện Phôn Sa Bản, tỉnh lỵ của tỉnh Siêng Khoảng, nằm trên hành lang bay của các chiến đấu cờ Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và trở thành nơi cắt xả không chính thức của khoảng 270 triệu quả bom các loại, khiến nơi này trở thành điểm bị ném bom nặng nề nhất thế giới nếu tính bình quân đầu người. Với dân số khoảng hơn 50.000 người, có nghĩa là mỗi người dân Phôn Sa Bản được chia tới 5.400 quả bom. Trong số 270 triệu quả bom được thả xuống, 80 triệu quả bị xịt, khiến cho khu vực này trở nên vô cùng nguy hiểm và nhiều vùng đất thậm chí không thể sử dụng được. Du khách tới đây chỉ được đi vào những chỗ đã được rà soát bom mìn và được đánh dấu. Tổ chức tư vấn bom mìn, một tổ chức phi chính phủ cho biết có hơn 50.000 người dân Lào đã thiệt mạng hoặc bị thương vì những trái bom chưa phát nổ tính từ năm 1964 đến nay. Mặc dù đã có những nỗ lực từ năm 1994 để dọn dẹp bom mìn, thế nhưng với tốc độ hiện tại, người ta ước tính phải mất
tới 100 năm nữa, vùng đất này mới hoàn toàn sạch bóng bằng Mỹ. Cánh đồng chum, mảnh đất phôn sa vẳn, ngoài dồi dào tài nguyên bom đạn, còn sở hữu vô số những chùm đá khổng lồ, cao đến vài mét, nặng từ 600kg cho đến 1 tấn và có tuổi đời ước tính từ 1500 cho đến 2000 năm. Có truyền thuyết cho rằng những chiếc chum cỡ XXL này là đồ dùng thường nhật của một nhóm người khổng lồ nào đó, nay đã tuyệt chủng hoặc biến mất một cách bí ẩn. Một câu chuyện địa phương khác cho rằng những chiếc chum này được một vị vua cổ đại tên là Khun Chi Ung dùng để ủ một số lượng khổng lồ rượu gạo ăn mừng chiến thắng của ông trước ngoại bang. Tuy nhiên, một nhà khảo cổ học người Pháp đã phát hiện ra một hang động gần khu vực cánh đồng chum với di hài của con người, bao gồm cả xương, răng và tro cốt. Đồng thời đi đến kết luận rằng những chiếc chum đá nghìn tuổi có thể là một phần trong một nghi thức mai táng của một nền văn minh cổ đại nào đó, trải dài suốt tuyến giao thương nối giữa lưu vực sông Mekong với vịnh Bắc Bộ. Những điều kiêng kỵ. Ở cả Việt Nam và Lào, cách cửa đều dùng để đi vào và đi ra. Tuy nhiên, những cái khác thì không hẳn là điều giống nhau. Ví dụ như, hành động sờ, vỗ hay xoa đầu một người Lào, đặc biệt là đàn ông, thì không chỉ là điều kiêng kỵ mà còn bị xem là một sự xúc phạm nặng nề, thậm chí có thể dẫn đến đánh nhau tắt đầu vỡ trán đến bệnh viện. Khi đến Lào, bạn không nên tự ý chạm tay vào những hiện vật trong chùa. Phụ nữ không tự tiện chạm tay vào nhà sư, dù cho sư thầy này có xoáy cà đến cơ nào đi chăng nữa. Ôm hôn nhau nơi công cộng là một hành vi khiếm nhã, bất lịch sự. Còn khỏa thân nơi công cộng thì là hành vi không thể chấp nhận được. Không ôm eo, khoác vai, bỡn cợt quá trớn hay thậm chí là cố gắng cầm tay, bắt tay chị em phụ nữ, nhất là những cô chồng chừa. Khi ngủ ở nhà người bản xứ, không được hướng đầu về phía cửa ra vào, không nên hớt tóc hay cạo râu vào buổi tối, kiêng hớt tóc vào ngày thứ tư và kiêng gội đầu vào ngày thứ năm, không được giã chày và một cái cối trống, hay là chui qua dây mà ở trên có phơi quần áo phụ nữ. Ngoài ra, còn cả hầm ba lăng vô vàn những thủ tục kiêng kỵ khác mà chúng tớ chưa thể kể trong video này. Tiếng Lào và tiếng Thái. Tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Thái hay tiếng Khmer cùng khoảng hơn 160 ngôn ngữ khác tại Nam Á, Đông Nam Á, Ấn Độ hay Bangladesh đều thuộc ngữ hệ Nam Á hay họ ngôn ngữ Nam Á. Do đó, ta dễ dàng nhận thấy sự tương đồng giữa những ngôn ngữ này. Đại loại là có những ngôn ngữ nghe được mà không hiểu được. Thế nhưng, tiếng Lào và tiếng Thái là một ngoại lệ. Chúng có những thanh điệu và phát âm giống nhau, phần tương đồng lên đến hơn 80%. Do đó, trong giao tiếp, người Lào và người Thái hoàn toàn có thể hiểu được đối phương đang nói gì, chứ không phải chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo như ông Việt Nam kia. Quái vật hồ Nong Pha. Nếu bạn đang ngán tới quái vật hồ Loch Ness thì có lẽ nên chuyển hướng sang điều tra về quái vật hồ Nong Pha. Nằm ở độ cao 1154m tại một quả núi ở huyện Sang Say, tỉnh Attapiu, Nam Lào, cách biên giới Việt Nam chỉ 12km. Hồ Nong Pha trong tiếng Lào có nghĩa là hồ xanh, được người dân địa phương cho rằng sâu thẳm thẳm. Nguyên nhân là vì họ đã thử đo độ sâu của hồ bằng cọc tre nhưng không thấy chạm đáy. Cũng phải thôi khi một số báo cáo đưa ra con số tới 78m. Vẫn theo người Lào ở đây, dưới lòng hồ hiện có một con quái vật khổng lồ chuyên ăn thịt người. Thế nên dù hồ có màu xanh biếc, đẹp tuyệt trần, nhưng những người dân trong vùng tuyệt nhiên không ai xuống tắm. Thế nhưng người ta cũng tuyệt nhiên chưa thấy con quái vật ăn thịt người chết trương nổi lềnh bềnh do chết đói. Lạ thật. Lào và những cái nhất. Người Lào ăn nhiều gạo nếp nhất thế giới. Trung bình một người Lào chén hết khoảng 159kg gạo nếp mỗi năm. Lào là quê hương của con thác lớn nhất Đông Nam Á, thác Khone nằm ở tỉnh Champasak, sát biên giới Campuchia với tổng độ cao 21m, gồm nhiều kênh thác nhỏ kéo dài trên 10km và là nguyên nhân chính khiến tàu bè không thể qua lại thông một mạch từ ven biển Việt Nam vào sâu Trung Quốc. Thác Khone
được cho là nơi sinh sống của cá tra dầu Mekong Giant Catfish, một loài thuộc họ cá tra, là loài cá nước ngọt lớn nhất từng được biết đến, với chiều dài tối đa có thể lên tới 3 mét và nặng 300 kg. Tiện nhắc đến tháp thì tháp Guangxi hay tháp Ta Sae cũng là hai thắng cảnh không nên bỏ qua nếu bạn có dịp đặt chân đến Lào. Và cuối cùng, Lào là quốc gia duy nhất trên thế giới, bốn bề không giáp biển nhưng lại có tới 4.000 đảo. Siphandon trong tiếng Lào nghĩa là 4.000 đảo, là một quần đảo, hay đúng hơn là một quần cù lao ven sông Mekong thuộc tỉnh Champasak, với ba đảo lớn và nổi bật nhất là Don Dep, Don Khon và Don Khong. 50% trong số hàng nghìn hòn cù lao thuộc Siphandon sẽ bị nhấn chìm trong mùa lũ của sông Mekong.